sau khoảng 2 tháng là tôi chiếu đều đặn. Không, không đến 2 tháng đâu, chắc cũng chỉ khoảng tầm khoảng 4 tuần là tôi bắt đầu lười chiếu hơn. Vì lúc đấy các cái cơn đau của tôi nó ít hẳn. Tôi là Trịnh Anh Tuấn, hiện nay tôi đang là kiến trúc sư và cũng là giảng viên của Hành Lang Xây Dựng. Thì trong một cái lần đi đá bóng, tôi bị một cái chấn thương gãy xương mát và đã phải làm phẫu thuật. Tôi có được bác sĩ giới thiệu cho một cái sản phẩm công nghệ. Tôi đã có một vài cái tìm hiểu thì tôi thấy có rất nhiều các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của ngoại Anh đã về hưu cũng đã dùng cái máy này để tự trị liệu ở nhà. Hay là có rất nhiều những cái ứng dụng của nó ở trong cái thế vận hội Olympic. Thế nên là có một cái sự tin tưởng nhất định và tôi cũng là rất thích công nghệ. Nên là tôi cũng đầu tư một cái khoản để trải nghiệm. Thì tôi thấy mình đã có một khoản đầu tư đúng đắn. Tôi khá là kỳ với cả cái thiết kế của nó, thân thiện cho sử dụng, cầm nắm rất là dễ. Và nó có một cái bộ phụ kiện rất tích hợp để đi cùng với cả các cái tripod. Cái tripod này rất là tiện, tôi có thể là ngồi làm việc, có thể đọc sách, có thể dạy con học, có thể làm rất nhiều thứ. Chỉ cần là tôi ngồi một chỗ để cho cái máy này cố định chiếu vào điểm đấy thì tôi làm cái gì cũng được. Nó mang lại cho tôi cái sự thuận tiện rất là lớn. Ban đầu chiếu thì tôi cũng gần như không có cảm giác gì, nhưng mà sau một cái quá trình điều trị khoảng tầm hơn 2 tuần thì bắt đầu những cơn đau do vận động có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt. Tôi có thể đi bộ nhanh và đến bây giờ thì tôi đã có thể chạy bộ rồi, có thể tập võ trở lại. Tôi không mất quá nhiều thời gian dành cho việc chiếu. Thì thường là mỗi lần chiếu đầu gối thì tôi chiếu 4 điểm, mỗi điểm chiếu 8 phút theo hướng dẫn của bác sĩ. Ban ngày làm việc ở văn phòng tôi chiếu một lần, đến trưa thì lúc mà mình nghỉ trưa ấy, thì tôi chiếu một lần nữa. Và tối về nhà thì trước khi đi ngủ thì tôi ngầm đọc sách và lại chiếu nó. Thì rất là hứng thú và chi tiết cực. Trong vòng 2 tuần thì là tôi chiếu một ngày 3 lần. Sau khi mà các cái dấu hiệu của những cơn đau nó giảm ấy, tôi chiếu khoảng 2 lần vào buổi trưa khi mà nghỉ trưa và trước khi đi ngủ. Gần đây thì các cái cơn đau mãn tính nó không còn nữa, thế nên là tôi cũng lười chiếu hơn. Nhưng mà ví dụ sau tập luyện nó có những cái việc căng cơ hoặc là có một vài cơn đau cấp do mình vận động mạnh quá, tôi chiếu thì tôi cảm thấy nó cũng đỡ. Nói chung là nó không phải là mới ở trên thế giới, nhưng mà tôi nghĩ cũng là cái mới ở Việt Nam, thế nên là mình muốn chia sẻ với các bạn, coi như là một cái sự lựa chọn, một cái giải pháp của những bạn nào có những vấn đề giống tôi. BQ Laser hạn chế sử dụng thuốc là phương pháp không xâm lấn, người bệnh trị liệu tại nhà, giảm đau và hỗ trợ phục hồi, thoát vị địa đệm, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, tê bì chân tay. BQ Laser giảm đau nhanh, chữa lành hiệu quả. Liên hệ hotline để được tư vấn.